À, xin chào anh em đã quay trở lại kênh của Tuấn Mô Tô nha. Hôm nay Tuấn Mô Tô tiếp tục giới thiệu cho anh em chiếc xe Suzuki nha. Suzuki GZ150A nha, dòng xe phun xăng điện tử FA nha anh em. Dòng xe phun xăng điện tử FA nha. Xe giá của nó cực kỳ rẻ luôn nha anh em luôn. Giá của nó cực kỳ hợp lý nha. Giá chỉ có 38.500 thôi. Suzuki GZ150A dòng xe phun xăng điện tử FA nha. Anh em nào mua thì liên lạc cho số để chốt giá nha. Số điện thoại là 0369 nha, 669-659. Xe này là nguyên zin nha anh em, chưa rớt đầu nha. Dòng xe phun xăng điện tử FA. Nó chưa rớt đầu nha, còn nguyên zin. Máy móc còn nguyên zin nha. Mấy dòng này sử dụng rất là bền nha, cực kỳ lợi xăng. Vì nó dòng xe 150A, nó phun xăng điện tử FI nha, xe đời 2013. Dòng xe của Việt Nam mình sản xuất nha anh em. Dòng xe Việt Nam mình sản xuất và lắp ráp nha. Anh em nào mua thì liên lạc cho em theo số điện thoại là 0369 669 659 để chốt giá nha. Giá của nó cực kỳ dễ thương, giá chỉ có 38.500 thôi. Đó, Moto Suzuki GZ150A. Xe này là nguyên riêng 100% nha, máy móc chưa mở, chưa sửa chữa nha, rất là êm. Mấy dòng xe này anh em chạy đường xa rất là tốt luôn, cực kỳ lợi xăng. Vì nó FI nên rất lợi xăng. Kiến hậu kiến đồ là còn nguyên riêng hết nha. Giá của nó cực kỳ dễ thương luôn, giá chỉ có 38.500 thôi. Lâu lâu mới có một chiếc xe rẻ nha, nên anh em nào mua thì nhanh tay chốt giá liền để có giá hữu nghị nha. Giá 38.500 quá rẻ luôn anh em. Xe còn không còn đồ luôn, rất là đẹp. Mấy dòng này anh em đi xa rất là tốt nha. Chạy xa rất là tốt, tư thế ngồi rất là thoải mái luôn. Mà chạy rất là nhẹ, rất là đầm. Ra đường trường chạy rất là đầm nha.
Anh em nào cũng thấy xe hay, video đẹp thì xe đẹp video hay thì bấm like giùm em nha, bấm cho em một like nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh đi để theo dõi video sau nha. Anh em nào mua thì ghé địa chỉ là 262 nha, đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Hoặc liên hệ số điện thoại là 0369 nha, 669-659 để chốt giá nha. Suzuki GZ150A, dòng xe phun xăng điện tử FE nha, dòng xe Việt Nam mình nha, đời 2013. Giá của nó là 38.500.000 nha. Giá cực kỳ rẻ cho anh em luôn. Thank you.
Rồi xin chào và hẹn anh em video khác nha. Video sau nha. Nhưng xin tạm ngừng video nha. Anh em nào mua thì liên lạc cho anh theo số điện thoại là 0369 669 359 nha, để chốt giá.